Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta đã học đến bài số 131, tựa đề là Kiếp Áp Chót Tại Cung Trời Đâu Xuất, Đức Bồ Tát Quán Xét Thế Gian Để Làm Gì. Qua bài kinh này, qua cái sự vấn đáp giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên, thì chúng ta thấy được Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca tại cung trời Đâu Xuất vào với đầy đủ nguyện lực, phước báo, công đức của Ngài. Ngài đã lựa chọn cho mình cái chỗ giáng sinh để hoằng dương chính pháp. Chúng ta thấy chúng ta thật may mắn được làm đệ tử của Ngài, dẫu rằng cách xa Ngài, không được cùng thời với Ngài, nhưng vẫn là may mắn. Đức Phật quả thật là đấng tối tôn trong tam giới. Không có ai vượt trên được Đức Phật, mà chúng ta lại có duyên được làm đệ tử của Phật. Đó là cái điều hết sức hạnh phúc. Chúng ta gắng tu tập để làm sao sau này cũng được tùy nguyện mà sinh ra, không phải bị nghiệp lôi dắt chúng ta phải tái sinh. Nghe không? Đó, qua cái bài kinh này chúng ta thấy chư Phật, các vị Bồ Tát, các bậc Thánh đều được tự tại trong việc sinh ra. Các Ngài tuy bỏ báo thân nhưng lại hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân để tiếp tục cái công cuộc cứu độ chúng sinh. Đó. Đấy là cái bản nguyện của các Ngài. Cho nên nói chư Phật ấy là dục vô giảm. Dục vô giảm nghĩa là cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh không bao giờ giảm. Không phải là thành Phật rồi là tôi ngừng không độ chúng sinh nữa. Phải không? Giống như chúng ta, chúng ta thì thường mà làm đến cái lúc nào đấy mệt rồi thôi nghỉ hưu đấy, không làm nữa. Nhưng Phật là không bao giờ nghỉ hưu. Tu cho đến thành Phật thì cái nguyện độ sinh cũng không phải vì thế mà dừng nghỉ, vẫn tiếp tục. Đấy là cái đặc biệt, thưa đại chúng. Cho nên gọi là Đức Phật là có dục vô giảm. Cái dục ở đây là cái mong muốn, cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh không bao giờ dừng, không bao giờ giảm. Đó, cho nên đấy là cái mà phước duyên thủ thắng khi chúng ta được làm đệ tử của Phật. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài thứ 132, có tựa đề là Rơi đi bằng phi pháp hỏi chấm, rơi đi bằng pháp hỏi chấm, cắt đứt sự rơi. Thì kính thưa đại chúng, cái bài kinh này có tựa đề là có cái chữ rơi, và rơi ở đây là rơi rụng đó. Thì rơi thì chúng ta biết rồi, và nó là cái sự việc, một cái sự vật, và một cái vật mà từ trên cao rồi nó rớt xuống, và gọi là rơi. Người ta còn gọi là rơi rớt, từ cao mà rớt xuống, dưới thấp hơn gọi là rơi. Thế còn có thể từ cao xuống thấp không gọi là rơi, ví dụ như là tuột xuống này, vào trôi xuống này, lăn xuống này, vào chảy xuống thì cũng là từ cao xuống thấp. Đấy, nhưng cái chữ rơi tức là nó không có cái gì nương tựa cả. Đấy, giống như là cục đá mà ở trên cao thả xuống đất này, hay chúng ta gọi là bị rơi từ trên mái nhà rơi xuống, nó rơi nó không có cái gì bám víu. Cái đấy gọi là cái chữ rơi. Tựa đề của bài này là dùng cái từ rơi. Thì chúng ta sẽ dần dần để đi vào nội dung của bài kinh. Thì kính thưa đại chúng, tất cả chúng sinh chúng ta luân hồi trong sáu nẻo từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu rồi. Khi thì làm người, khi thì làm thú, khi thì làm quỷ ma, có khi ở trong địa ngục bao nhiêu trăm ngàn vạn năm, rồi tái sinh làm người,
Rồi cũng có khi thì được sinh lên làm chư thiên, chư thần, rồi lại rớt xuống. Cứ như vậy, cái số lần mà được làm người này, làm chư thiên, chư thần thì chắc là cái tỷ lệ rất là ít. Mặc dù so với vô lượng luân hồi á, thì nó cũng là nhiều, nhưng mà tỷ lệ so với cái lần mà đọa làm súc sinh, làm ngã quỷ vào địa ngục thì nó rất là nhỏ. Đại chúng ạ, chúng ta thường ở ba đường ác, tái sinh được làm thân người như thế này cũng là khó lắm. Trong 20 điều khó Đức Phật dạy, được sinh thân làm người là vô cùng khó. Ví như con rùa mù cả hai mắt mà ở dưới đáy biển, 100 năm nó mới được ngóc đầu lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc gỗ, cái khúc gỗ này nó có một cái lỗ hổng, nó trôi lênh đênh theo gió tứ phương ở trên mặt biển. Cái con rùa mù này 100 năm mới ngóc đầu lên, làm sao mà nó chui được cái đầu nó vào cái lỗ hổng của cái bọng cây đấy? Thì đại chúng thấy nó khó không? Rất rất là khó. Thầy nghĩ có khi còn khó hơn cả chúng xổ số độc đắc ấy. Cái mặt biển nó mênh mông như thế, một con rùa lại mù cả hai mắt, chẳng nhìn thấy gì, mà 100 năm mới ngoi đầu lên mặt biển một lần. Làm sao mà nó lại chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây lênh đênh ở trên mặt biển đấy? Khó quá. Đấy, Phật nói được thân người khó như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên được thân người là quý lắm. Trong lục đạo, thân người là quý nhất đấy. Đối với Phật Pháp thì thân người là quý nhất. Vì từ nơi thân người chúng ta có thể thăng hoa, tiến lên, siêu nhập, hiền thánh. Và các Đức Phật, Như Lai đều thành Phật trong cái kiếp làm người. Các Ngài không thành Phật khi ở thân trời hay ở thân của các cõi khác, đều thành Phật trong thân của loài người. Thế biết là thân người thật là khó. À, thế mà nay ta được cái thân người rồi, thì đại chúng nhớ mình phải quý cái thân này. À, quý nó và phải biết dùng nó làm sao thật lợi ích nhất. Đó. Lỡ một khi mất thân người rồi, không biết bao nhiêu kiếp sau mới có thể được tái sinh trở lại làm người. Quý lắm. Là đệ tử Phật phải ý thức được cái điều này. Được thân người là vô cùng khó. Và chính vì thế, chúng ta phải tri ân cha mẹ cũng là từ đó đó. Cha mẹ đã cho chúng ta cái thân này, dù cha mẹ mình có thế nào, thưa đại chúng. Đấy, trong kinh Báo Hiếu Phật dạy, chính vì mình được cái thân này là từ nơi cha mẹ, cho nên mình phải tri ân cha mẹ. Dù cha mẹ mình có thể là người không tốt, thưa đại chúng, có thể mình sinh ra cha mẹ vứt bỏ đi chăng nữa. Đây, Thầy nói thật. À, nhưng mà nếu mà được cái thân này, mình vẫn phải tri ân. Vì thân người là vô cùng khó, vô cùng hiếm hoi, trong vô lượng kiếp luân hồi mới được cái thân này. Thế cho nên bên đạo Nho á, thực ra đạo Nho thì cũng có những cái nó cũng có cổ hủ trong giáo lý người ta đó. Là cái người con hiếu là người ta còn gọi là từ cái mái tóc cho đến cái móng tay, và gọi là thân thể phát phu, giai do phụ mẫu, tất cả đều do cha mẹ. Cho nên có nhiều người bên đạo Nho là người ta còn không cắt tóc, không cắt móng tay, vì người ta nghĩ đây là tài sản của cha mẹ cho. Người ta để tóc, người ta để móng tay. Có những người ta quan niệm như vậy, người ta trân quý. Cái tâm đó là cái tâm tốt, vì thân thể của mình từ cha mẹ cho mình, cho nên họ rất bảo trọng, rất giữ gìn, không dám xem thường. Người đệ tử Phật thì phải có cái tinh thần quý trọng cái thân này. Quý trọng nhưng mà để làm gì? Để phải dùng nó để mà tu dưỡng đạo đức. Đấy, cái lý luận ở chỗ này là như vậy. Chứ không xem thường nó, không làm cho nó bị
tàn hại, cho nó hỏng cái thân này đi, phải không? Ta sống buông thả, ta làm cho thân này nó tiều tụy, tàn tệ cái thân này đi, thì đó là ta bất hiếu với cha mẹ, phải không? Coi thường công lao cha mẹ đấy. Đó. Thế cho nên khi mà ta làm sao cha mẹ đau đứt ruột là vậy đấy. Con mà sứt chân, sứt tay, phải không? Một cái tai, một cái nạn gì đến với con là cha mẹ đau hơn là cắt ruột là vậy. Yeah. Cái đạo lý ở chỗ này. Trên thân người quý lắm, thưa đại chúng. Và dù còn trẻ, và không phải là chỉ già mới biết bảo trọng cái thân này, mà tuổi trẻ phải bảo trọng thân này. Thanh niên tuổi trẻ phải rèn luyện vào giữ gìn sức khỏe, lành mạnh thân tâm, bảo trọng cái thân này. Chứ bây giờ thanh niên ấy, Thầy cũng nghe nhiều người ta nói đấy, toàn ra ngoài nghĩa địa thì các cụ, là người ta gọi các cụ 80, 80 mấy rất nhiều. 80, 80 mấy là sinh năm 1980, 1980 mấy rất nhiều, phải không? Thanh niên thì ngồi hút thuốc lào, cụ già thì đi tập thể dục. Đấy, bây giờ như vậy đấy. Thanh niên bây giờ xem nhẹ cái thân thể này, nó bạc nhược. Nếu một cái thế hệ thanh niên tương lai tới đây mà không rèn luyện, không biết bảo trọng, quý trọng cái thân thể này, thì đất nước chúng ta cũng ảnh hưởng, phải không? Cái lớp thanh niên như thế không có trí tuệ, làm sao xây dựng đất nước được tốt, phải không? Tương lai đất nước ở đâu? Đó, đây Thầy chưa nói đến đạo lý của Phật Pháp, phải không? Mà chúng ta biết vậy thì chúng ta phải trân quý cái thân thể này, biết bảo trọng nó, giữ gìn nó cho nó được lành mạnh, phát huy, tức là dùng nó được hết, Thầy gọi là dùng hết được công suất của cái thân này. Các bậc vĩ nhân thế, cái thân này họ dùng hết công suất đấy, tận dụng cho đến ngày cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng, phải không? Nó phải sinh ra được lợi ích, không những lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng. Cái thân của mỗi người là như vậy đấy. Chúng ta nhìn có rất nhiều cái tấm gương, những người người ta tàn phế, nhưng người ta vẫn dùng được cái thân người ta làm lợi ích được rất nhiều. Đấy, thế giới có cái anh chàng Nick Vujic đấy, phải không? Hai tay coi như là cũng không, hai chân gần như cũng không. Thế mà anh ta lại nổi tiếng, phải không? Làm được rất nhiều việc, mình phải học. Ở Uông Bí thì có anh Sơn Lâm, cũng là ảnh hưởng chất độc da cam, thân thể anh cũng rất là thiệt thòi, nhưng mà cũng làm được lợi ích rất nhiều. Đó. Bây giờ đi thuyết trình để khích lệ mọi người phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn. Đấy, thế người ta gọi là tàn mà không phế. Vào. Thế thì mình mới biết qua cái này chúng ta thấy quý trọng cái thân mình. Vào. Trong vô lượng kiếp luân hồi, được cái thân người này là vô cùng quý. Ai ai cũng phải bảo trọng. Bảo trọng nó không phải là để ngắm cho nó đẹp, vào, mà giữ gìn nó để mà tu dưỡng, làm lợi ích cho mình, cho mọi người. Và đặc biệt là làm sao được lợi ích giải thoát. Cái đó là cái mà Phật Pháp chỉ dạy cho chúng ta. Cái thân như cái bè để qua sông vậy. Mặc dù cái bè tuy nó chỉ là phương tiện qua sông, nhưng không có nó là mình không qua sông được. Cái sông rất là cuộn chảy, nó rất là rộng, nó rất là nhiều cá dữ, mà mình không có cái bè này không qua sông được. Đấy, cho nên được thân người là khó. Đại chúng nhớ, ai ai cũng thế. Và cho nên cái chương trình, cái mục tiêu của Chùa Ba Vàng Thầy có đặt ra đối với chúng tăng là, cái thứ nhất là cái việc tu học của đại chúng đặt lên hàng đầu. Thứ hai là hòa hợp của đại chúng. Và thứ ba là sức khỏe. Sức khỏe chính là rèn luyện thân thể cho khỏe mạnh, cho lành mạnh. Và có sức khỏe, thân thể lành mạnh thì nó được lâu dài. Lâu dài để chúng ta có cơ hội mà tu tập. Đấy đại chúng. Nên thì khi mất thân người rồi thì thật là khó được lại, khó lắm. Đại chúng thế, không ai được xem nhẹ cái việc này, kể cả tuổi trẻ. Đừng nghĩ rằng mình không mất thân. Và đó, tuổi nào cũng có thể mất thân bỏ mạng như thường, không phải đợi đến già đâu. Cho nên trong cái tứ tướng sinh, lão, bệnh, tử, không phải ai cũng trải qua hết tất cả bốn giai đoạn này. Có người không có lão, phải không? Sinh ra cái
rồi là còn trẻ măng đã chết rồi. Đấy, chứ có lão đâu. Có người là chỉ có thế thôi, sinh rồi bệnh chết, chưa đầy lão. Nhá, cho nên ấy, cái tầng lớp thanh niên bây giờ phải hiểu được cái điều này để mình trân quý cái tài sản cha mẹ cho. Mà nói thật ấy, là mình cũng phải làm sao? Phước duyên lành mới được thân người. Nó tồn được những cái phước duyên lành tổng báo của mình để được thân người này là không phải dễ đâu. Hiếm lắm, chắt chiu bao nhiêu kiếp, gom góp bao nhiêu kiếp, được một chút phước đức mới sinh thân làm người từ nơi nhân duyên cha mẹ cho mình. Thế mà mình xem thường nó, đại chúng thấy mình thật là dại dột. Đó, cho nên ý, chúng ta phải biết quý trọng cái thân này. Thì thân người là khó như vậy. Khi mất thân người, chúng ta phải đi trong sáu nẻo. Nếu chưa đắc quả giải thoát, bắt buộc phải theo nghiệp mà đi. Thưa đại chúng, thì cái bài kinh này nói đến sự rơi, chính là nói đến cái chuyện chúng ta vào khi bỏ cái thân người này này, chúng ta đi đâu đấy? Giờ thì mời đại chúng cùng vào văn kinh. Khi ấy, Đức Vua Milan Đà mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì cũng nên để cho rơi bằng pháp. Lời tuyên bố ấy có đúng chăng? Và nghĩa của nó là thế nào hả Đại Đức? Ông Vua Milan Đà, ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên thế này. Ông nói rằng Đức Phật có dạy các Tỳ Kheo thế này. Phật nói, các thầy Tỳ Kheo, các thầy đừng nên để cho thân các thầy rơi đi bằng phi pháp. Đừng để cho thân này rơi đi bằng phi pháp. Nếu có rơi thì các thầy nên để cho cái thân này rơi đi bằng pháp. Đấy, như vậy để chúng ta rõ nhé. Một đằng là rơi đi bằng phi pháp, và một đằng là rơi đi bằng pháp. Đó. Pháp và phi pháp là thế nào? Pháp ở đây chính là giáo pháp, là giới pháp Đức Phật truyền dạy cho Tỳ Kheo, cho chúng ta. Đấy là pháp đấy. Đừng để cái thân này rơi đi bằng phi pháp. Để chúng ta nghe Na Tiên trả lời. Tâu Đại Vương, lời tuyên bố ấy chính là của Đức Tôn Sư, và nghĩa của nó là như sau. Rơi đi, té xuống, rơi xuống là câu nói thuộc về pháp ngữ, hàm chỉ cái thân của chúng sinh phải sinh lại, phải tái sinh. Nghĩa là nếu có sinh trở lại thì nên sinh bởi pháp, chứ không nên sinh trở lại bằng phi pháp. Đó, Na Tiên nói rõ nghĩa của cái sự rơi đi này, giải ra cho Vua Milan Đà biết. Tức là nói cái sự bỏ cái thân người này được tái sinh trở lại bằng pháp, nhờ giáo pháp của Phật, không phải do phi pháp mà tái sinh. Phi pháp tức là không có pháp, là bất thiện pháp mà tái sinh. Đó. Chúng ta bỏ thân này rồi, chúng ta đều sẽ tái sinh, mà bắt buộc phải tái sinh, thưa đại chúng. Chứ không phải như quan niệm ta bảo chết là hết. Chết không phải là hết, chết rồi đi tái sinh. Nhưng mà tái sinh ở cõi nào? Tái sinh trở lại làm người, hay tái sinh làm con bò, hay tái sinh làm con ngạo quỷ, hoặc là sinh vào địa ngục. Sinh vào địa ngục hay ta gọi là đọa vào địa ngục. Đó. Đấy, đấy là cái đi đấy. Chết thì ai cũng phải chết, mà đi đâu mới là điều đáng lo. Và đấy, tất cả Phật tử chúng ta đều phải nhớ cái điều này. Chết ai cũng phải chết. Cho nên nói chết thì sợ cũng không được, không sợ cũng không được, phải chết hết.
Nhưng mà cái lo nhất mà chúng ta có thể làm được là chết rồi ta sẽ đi về đâu? Cái đấy là cái chúng ta có thể lo được, có thể làm được. Còn cái chết ta không thể nào chống cự được, không thể chối bỏ, trốn tránh nó được. Nghe không? Đấy, cái nào không thể trốn tránh được thì ta phải chấp nhận. Nhưng cái nào ta có thể thay đổi được thì ta phải cố gắng. Cái thay đổi được là ta đi đâu đấy? Ta chết rồi ta đi đâu? Vào tái sinh vào cõi nào là ta có thể thay đổi được, quyết định được do ta. Đấy. Thì ở đây cái chữ rơi này, Na Tiên nói chính là cái sự tái sinh trở lại này. Bỏ thân này rồi, tái sinh trở lại. Nếu bằng phi pháp thì ra sao? Còn nếu tái sinh trở lại nhờ vào pháp thì sao? Đó. Ông vua mới hỏi, thưa Đại Đức, thế nào là không nên sinh lại bằng phi pháp và nên sinh lại bằng pháp? Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, có pháp bằng pháp nghĩa là tái sinh trở lại có giới, phi pháp không có pháp nghĩa là không có giới. Ở đây Na Tiên nói cái chữ pháp này diễn giải ra, cái pháp này là giới pháp. Đó. Giống như quý Phật tử nhờ giữ năm giới, vào khi bỏ cái thân này tái sinh trở lại chắc chắn về với cõi người. Nghe không? Thực hành năm giới được đầy đủ, tái sinh trở lại về cõi người. Còn không tu tập năm giới, làm các ác nghiệp, bỏ thân này phải tái sinh vào đọa xứ, vào súc sinh, địa ngục, ngã quỷ. Đó. Đấy, cho nên đây Na Tiên nói rõ là rơi bằng pháp nghĩa là có giới, phi pháp nghĩa là không có giới. Nói cách khác, Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến chư tỳ khưu, hãy tinh tấn hộ trì giới, thu thúc lục căn, làm cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó. Na Tiên nói rõ, Đức Thế Tôn muốn giáo giới đến các thầy tỳ kheo là các thầy phải thọ trì giới, giữ gìn giới, biết thu thúc lục căn, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thì các đời sống trong các kiếp tương lai sẽ được an vui, hạnh phúc. Đó, đại chúng thấy. Ấy là cách nói nên rơi đi bằng pháp. Cái chữ nên rơi đi bằng pháp được diễn nghĩa ra, đó là phải thực tập giới, thu thúc lục căn và giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh, và thì bỏ thân này tái sinh thân sau được vào chỗ an vui, hạnh phúc. Đấy, nếu chúng ta rơi đi bằng pháp sẽ được như vậy. Nếu trái lại, sống mà không hộ trì giới bổn, không thu thúc lục căn, thân khẩu ý buông lung phóng dật, thì các kiếp vị lai sẽ gặt lấy kết quả đau khổ, phiền não. Ấy là cách nói rơi đi bằng phi pháp. Nghe không? Rơi vào như thế nào? Rơi đi bằng pháp hay rơi đi bằng phi pháp? Chúng ta phải chọn lựa. Ông vua Mi Lan Đà ông mới hỏi, thưa Đại Đức, vậy giới luật quan trọng như vậy hay sao? Thưa đại chúng, chúng ta cũng đã được nghe nhiều về giới, rằng mãi về giới cũng không bao giờ là thừa. Chúng ta cũng thường hay quên lắm, thưa đại chúng. Giới luật là nền tảng đạo đức, không những là của con người mà của cả Phật Pháp đấy. Cho nên ấy, Đức Phật mới dạy, giới luật mà còn thì Phật Pháp còn, giới luật mà diệt thì Phật Pháp cũng diệt. Mà cái điều này đối với chùa mình thì Thầy đòi hỏi rất là cao. Tăng chúng và Phật tử phải thực tập giới luật. Đó. Giới luật như ngọc báu, trong kinh nói, như ngọc mani, như ngọc như ý vậy đó. Rất là quý.
Nếu mà chúng ta tu Phật Pháp mà chúng ta bỏ qua giới luật thì không thể nào thành tựu được. Đấy, thưa đại chúng, trong Kinh Đức Phật dạy, lợi ích của giới nó có 10 cái điều lợi ích thế này. Thứ nhất ý, là đối với tăng chúng thì nhiếp thủ ư tăng. Nhiếp thủ ư tăng nghĩa là làm cho tăng đoàn được kiện toàn. Đấy, tăng đoàn hoặc giáo hội Phật giáo của chúng ta mà không thực hiện, thực hành giới luật, chư tăng buông lung không thực hành giới luật thì tăng chúng không bao giờ được vững mạnh cả. Nhờ thực hành giới luật, tăng đoàn mới vững mạnh được, chư tăng mới hòa hợp, mới có sức mạnh được. Đây là tổ chức của một đoàn thể. Chúng ta biết đoàn thể hay một tổ chức nào họ cũng phải có nội quy, có quy định, có luật của họ. Thì tăng đoàn cũng thế, cũng phải có luật, có giới để điều tiết, để chi phối cái hoạt động, cái sống cộng đồng tăng lữ. Nếu mà tăng chúng không thực hành luật, không thực hành giới của Phật thì tăng đoàn cũng rời rã, không có gì liên kết với nhau, không có sức mạnh. Đấy là cái điều thứ nhất mà Phật gọi là nhiếp thủ ư tăng. Đấy, giữ gìn chư tăng, nhiếp chúng tăng. Đó. Thứ hai là linh tăng hoan hỷ, tức là nếu chư tăng mà thực hành giới luật thì sẽ làm cho đại chúng hoan hỷ. À, ai ai cũng thực hành giới luật thì tăng chúng đều hoan hỷ, nhìn thấy nhau là quý. Ở đây Thầy nói dễ hiểu lắm, giống như các quý Phật tử cũng thế, con mình đứa nào nó cũng nết na ngoan ngoãn, nhìn thấy mặt nó là mình thấy vui rồi, nghe không? Còn cái thằng con mà nó bố láo phải không? Mà lừa đảo, phải không? Mất dạy, bất hiếu, nhìn thấy mặt nó là mình buồn rồi, phải không? Giàu rồi, nhìn thấy nó là buồn, là khổ. Thế cái đứa con mà nó ngoan ngoãn, hiếu thảo, nết na, phải không? Nó thương cha, thương mẹ, nhìn thấy nó là hoan hỷ, phải không? Mong ngóng con về lắm. Đấy, thì chư tăng trong tăng đoàn cũng thế. Nếu chư tăng ai mà hành trì giới luật thì trong tăng đoàn hoan hỷ với người đấy. Đó, gọi là linh tăng hoan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Tăng chúng mà giữ gìn giới luật thì cả tăng đoàn được an lạc. Cũng giống như đoàn thể chư tăng chùa mình mà tất cả chư tăng chư ni ai cũng thực hành giới luật, nghe không? Thì tăng chúng an hòa, an lạc. Đấy, nhờ thực hành giới luật, tâm trí nó cũng được an định. Mà tâm trí an định thì an lạc nó cũng sẽ đến. Đó, đấy là phải thực hành giới luật. Thứ tư là linh vị tín giả tín. Cái lợi ích thứ tư là linh vị tín giả tín, nghĩa là nhờ chư tăng thực hành giới luật thì giúp cho những người chưa tin Tam Bảo thì họ sẽ khởi tâm tin kính Tam Bảo. Đó, chúng ta đến chùa mà nhìn thấy chư tăng trang nghiêm, vào đức hạnh trang nghiêm, tự nhiên mình sinh cái tâm tin kính Tam Bảo, vào kính tín Tam Bảo. Ta đến chùa hay ra đường gặp một thầy tăng lôi thôi lếch thách đánh nhau chửi nhau với dân, vào đó thì chúng ta còn kính tín Tam Bảo không? Nó mất đi cái lòng kính tín. Đấy, rõ ràng như vậy. Cho nên cái việc chư tăng mà thực hành oai nghi giới luật nó vô cùng quan trọng để giúp cho Phật Pháp được hưng vượng là như vậy đấy. Thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng. Dĩ tín giả tức là giúp cho cái người mà đã có lòng tin rồi thì lòng tin của họ càng được tăng trưởng. Đấy, giống như quý Phật tử chùa mình sau 3 ngày mà lên núi thực hành tu tập trên rừng thì hiểu được các thầy ở chùa tu tập thế nào. Trong cái buổi tổng kết cuối cùng thầy được dự, rất nhiều cảm xúc, wow, nhiều Phật tử khi phát biểu với tất cả cái nỗi lòng xúc động, nghẹn ngào, rơi nước mắt, cảm động. Vì mình có qua cái khổ này, mình mới thấy cái khổ của các thầy khi thực hành Pháp, gian khổ. Tự nhiên mình kính yêu và tin trọng tăng chúng rất nhiều, tăng trưởng thêm lên. Đó là như vậy. Chư tăng càng giới luật tinh khiết thì Phật tử càng dày tín tâm,
giúp cho cái đức tin của Phật tử không lung lay. Đó, cho nên cái này nó vô cùng là quan trọng. Nhiều Phật tử họ đi đến chỗ này, đến chỗ kia, họ gặp phải những chư tăng không giữ giới luật, họ mất lòng tin, họ buồn khổ vô cùng. Đi hai chùa, ba chùa đều gặp như vậy. Họ thối tâm tu đạo luôn, không tin Phật Pháp nữa luôn. Đó. Kính thưa đại chúng, bản thân Thầy Thái Minh lúc chưa đi tu cũng là một Phật tử. Mà Phật tử cũng thuần thành, yêu quý Tam Bảo lắm. À. Cho nên ý, mình biết được nếu mà một ai làm cho mình đổ vỡ lòng tin thì nó khổ vô cùng. Cái người người ta mất lòng tin Tam Bảo là người ta mất gần như có thể mất hết ấy. Người ta không tin Tam Bảo nữa thì sau này làm gì còn cái duyên để cho người ta được gặp Phật Pháp nữa. Nó mất đi đấy. Rất thiệt thòi. Tức là mình làm khổ người ta lắm lắm. Không phải chỉ khổ một kiếp này. Tam Bảo là hải đảo cho chúng sinh, là thuyền bè cứu vớt chúng sinh. Mà bây giờ mình lại để cho họ rời hẳn cái thuyền bè này giữa cái biển mênh mông này thì sao? Họ chìm đắm, chìm xuống tận đáy biển chứ không phải không. Rất khổ đấy. Cho nên làm tăng mà mình không quyết chí vào tu trì giữ giới vào thì mình làm khổ chúng sinh vô cùng, thưa đại chúng. Rất là khổ. Họ mất lòng tin, họ đau khổ. Có khi họ phỉ báng Phật Pháp nữa thì cái tội phỉ báng đấy họ còn đọa lạc xuống nữa cơ, thưa đại chúng. Đó. Thế cho nên ấy, tất nhiên Thầy nói tăng chúng, nhất là thời nay thì đang đều còn là phàm phu tăng, còn tu tập. Cái chuyện phạm lỗi, kể cả phạm giới, không thể nào mà nói là không có. Nhưng nhà Phật dạy phép sám hối, chúng ta phải biết thực hành pháp sám hối, tu tập sám hối ăn năn, chuyển hóa mình lại được trở lại. Và từ nay trở đi mình nguyện giữ gìn giới pháp của Phật, bảo vệ chính pháp thanh tịnh, và mình sẽ trở thành người thanh tịnh. Đại chúng hiểu không nào? Đó, nhưng mà bản chất chư tăng phải biết kính trọng, giữ gìn giới luật. Trừ khi mình do nghiệp mà phạm thì mình phải ăn năn và sửa đổi. Đó. Vẫn giữ được cái thanh tịnh. Đó. Thì đại chúng thấy giới luật nó quý như vậy đấy. Cái điều thứ sáu, nhờ thực hành giới luật thì làm sao? Nan điều giả, linh điều thuận, tức là giúp cho những cái người mà ương bướng, khó điều phục. Thì nếu một đại chúng tăng mà hành trì giới luật thì cái người đó cũng sẽ được điều phục. Khi một tăng chúng, một tập thể, ai ai cũng tôn trọng giới luật, thực hành nghiêm khắc thì cái người mà ương bướng, phá nghịch đấy, người ta cũng sẽ dần dần được quy thuận, được điều phục. Đấy gọi là nan điều giả thì linh điều thuận. Cái điều thứ tám là nhờ thực hành hành trì giới luật mà giúp cho chúng ta đoạn được cái hiện tại hữu lậu. Ngay trong hiện tại đoạn trừ được hữu lậu. Thực hành giới có thể ngay trong kiếp sống hiện tại chúng ta chứng đắc thánh quả, đoạn dứt hết tất cả hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Đây chúng ta đây này, chúng ta đang thực hành giới của Phật, chư tăng Phật tử đang thực hành giới luật. Bây giờ ta chưa đoạn hết phiền não, nhưng mà tương lai sẽ đoạn trừ hữu lậu. Chúng ta chưa hết phiền não, cho nên chúng ta sẽ được cái lợi ích thứ chín là tương lai sẽ đoạn trừ hết hữu lậu, sẽ chứng thánh quả trong tương lai. À, vì chúng ta còn đang trên con đường thực hành. Có những người ngay kiếp này thực hành giới luật họ chứng thánh quả, dứt trừ hữu lậu. Còn chúng ta đang thực hành vì mình còn nghiệp chướng và phiền não sâu dày, nhưng ta trân quý giới luật Phật, ta thực hành giới luật Phật thì tương lai chúng ta cũng sẽ đoạn trừ dứt sạch hữu lậu. Đấy là cái lợi ích thứ 9 của thực hành giới. Thứ 10 là linh pháp cửu trụ. Nếu tăng chúng và Phật tử đều thực hành giới luật, trân quý giới luật của Phật thì sẽ giúp cho tăng chúng chánh pháp được lâu dài. Cửu trụ tức là lâu dài. Cửu tức là lâu dài.
Trụ tức là tồn tại, cửu trụ là tồn tại lâu dài. Đó, cho nên mới nói giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Đấy, chúng ta thấy 10 điều lợi ích khi mà tăng chúng cho đến Phật tử thực hành giới luật. Trong một bộ kinh thì Đức Phật còn nói một người nào thực hành giới luật của Phật thì sẽ được những cái lợi ích như thế này nữa. Thứ nhất, sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Người nào tin quý thực hành giới luật thì người này sẽ được thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nghĩa là người này sẽ chứng được giáo pháp. Sau này người này sẽ chứng được pháp. Đấy gọi là thừa hưởng gia tài pháp bảo. Nhá. Thứ hai là được tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Đấy. Thầy lấy ví dụ như là ở Lâm Đồng đấy, có sư bà ni trưởng Hải Chùa Âm đấy, là một ni trưởng. Nhưng cụ rất là giới đức, cho nên không những là chỉ tỉnh Lâm Đồng mà cả nước, không những là chỉ ni chúng mà cả tăng chúng, cho nên Phật tử rất nhiều người biết đến sư bà và yêu quý. Rồi đến cả nước ngoài người ta cũng rất yêu quý. Đấy là cái gì? Cái tiếng lành, tiếng thơm đồn xa. Trong kinh Phật gọi là hương của người giới đức đấy, ngược gió khắp tung bay là thế. Cái người có đức hạnh, người ta ở trong rừng sâu ấy, thì cái hương của người ta cũng tỏa ra, gió ngược, gió xuôi gì cũng tỏa ra, ai ai cũng tìm đến. Đó. Thì người có giới có đức, dần dần hương giới đức của ấy sẽ lan tỏa mọi nơi, gọi là tiếng lành đồn xa. Thứ ba, cái người hành trì giới luật không sợ hãi rụt rè khi đến một hội chúng đông đảo. Nếu người có hành trì giới luật trang nghiêm thì họ không bị sợ hãi khi đến một cái chỗ đông đảo hội chúng này. Nghe không? Họ hành trì được giới luật tốt, họ không có cái sợ hãi, không sinh ra cái tâm sợ hãi. Đó, cái này thứ nhất ý, là sao? Là vì họ tự thấy mình không lỗi lầm, cho nên họ không sợ. Thứ hai, họ được giới thần cũng hộ trì, giúp cho oai cho lực, cho nên họ không có cái sợ hãi. Nhà. Đấy thưa đại chúng, cái này là cái thật đấy. Bây giờ nếu mà có một anh mà trộm cắp, nó vào trong chỗ đông đảo, nó sợ chứ. Mắt lấm la lét sợ, cái người này biết mình, người kia biết mình. Phải không? Một anh làm cái điều gì đấy, gian dối khuất tất, cũng rất sợ. Và ra một cái hội chúng rất sợ. Đó. Mình còn những cái khiếm khuyết nào, là mình ra chỗ đông đảo là mình rất lo sợ. Nghe không? Thì đây cũng thế, cái người mà thực hành giới luật được đầy đủ tốt đẹp thì họ không có sợ hãi khi vào hội chúng đông đảo. Thứ tư là người này khi chết tâm không rối loạn. Người mà thực hành giới luật được tốt đẹp vào chân quý giới luật, thành giới luật, khi chết tâm không rối loạn, gọi là tâm không điên đảo. Các kinh Tịnh Độ gọi là sao? Lâm chung sao? Tâm không điên đảo. Vào tâm người ta an định vì người ta tự không có lỗi lầm, thân tâm ta trong sáng lành mạnh, người ta không điên đảo, tâm trí an lành đến khi chết đấy, thưa đại chúng. Và thứ năm là sau khi mạng chung được sinh vào thiện trú hoặc sinh vào thiên giới, tức là sau khi chết, cái người mà hành trì giới luật sẽ được sinh vào chỗ cao quý tốt đẹp, gọi là thiện trú ở cái những cái chỗ tốt lành, hoặc là sinh lên cõi chư thiên. Đấy là chỉ hành trì giới luật. Và ví dụ Phật tử tại gia chúng ta trì năm giới được đầy đủ tốt đẹp, thì sau khi bỏ thân này ta được tái sinh trở lại cõi người, gọi là thiện trú đấy. Và sinh lại còn vào cái chỗ gia tộc tốt đẹp, vào một cái gia đình tài sản sung túc, sinh ra thì sáu căn mình đầy đủ, đều được sáng sủa, dung sắc đẹp đẽ, có được sức khỏe dồi dào, rồi thông minh trí tuệ đó, rồi mình được mọi người yêu quý nên có danh có tiếng. Đó là chỉ có trì năm giới tốt thôi, thưa đại chúng, mình đã được những cái phước báo như vậy rồi đó.
rất là quý. Cho nên cái lợi ích của giới thì rất lớn. Ở đây ông vua Milan Đà mới hỏi Na Tiên rằng giới quan trọng như vậy sao? Tỳ kheo Na Tiên nói, Tâu Đại Vương, quả đúng như vậy. Giới có công năng diệt trừ tất cả mọi đau khổ phiền não của chúng sinh, giải rác trong các kinh, chỗ này, chỗ kia. Đức Phật thường ví giới như một loại thuốc có thể diệt trừ tất cả các độc, nhất là độc phiền não. Giới như một loại thuốc trị bệnh có công năng đối chứng trị liệu tất cả tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Giới ví như một loại nước trong mát có thể rửa sạch mồ hôi, bụi đất, đồ dơ bẩn dính ở nơi thân, tức là bụi bặm dơ uế phiền não. Giới ví như ngọc mani có tên gọi là như ý, có thể làm cho thành tựu tất cả mọi nguyện vọng mong mỏi của chúng sinh. Giới ví như thuyền lớn có thể vượt qua khỏi bốn dòng nước lũ là sinh, già, bệnh, chết. Giới ví như chiếc xe lớn có khả năng đi qua được bốn con đường nguy hiểm, cam go là sinh, già, bệnh, chết. Giới như một trận gió lớn có thể thổi tắt tức khắc ba loại lửa tham, sân và si. Giới ví như một đám mưa lớn có thể thỏa mãn được cho dân chúng trong mùa hạn hán. Giới ví như một bậc thầy sáng suốt, hiền đức, luôn dạy học trò những việc thiện, những điều lành. Giới ví như một người chỉ đường có đầy đủ lương năng và tâm từ bi, luôn luôn vui vẻ đối với kẻ lạc đường, chỉ cho họ bỏ đường mê về nẻo sáng, đường tà trở lại với đường chính. Tâu Đại Vương, công năng của giới là vô lượng, vô hạn, bất khả tư nghì. Không những giới sẽ thành tựu những đức tính cao quý tốt đẹp cho con người, tạo nên y báo, chính báo, toàn mỹ, sang cả, mà còn giúp cho chúng sinh vượt thoát bốn nỗi sợ hãi to lớn của đời người là sinh, già, bệnh, chết nữa. Đấy là những lợi ích của giới, tức là lợi ích của những người hãy nên rơi đi bằng pháp đó, Tâu Đại Vương. Na Tiên nói một hồi về công đức lợi ích của giới, đại chúng thấy không? Đức Phật ví giới với rất nhiều thứ, phải không? Như thuyền bè, như ngọc mani như ý, phải không? Như châu báu, như mưa lớn, phải không? Như xe lớn chuyên chở chúng ta. Cái công đức của giới thật là như thuốc trị bệnh. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên hai cái chữ giới đức ấy, trong nhà Phật quý lắm. Thầy vẫn thường nói là Thầy rất quý hai cái chữ chân tu. Mà chân tu nghĩa là gì? Là thực hành giới đức vậy đó. Người có giới đức gọi là bậc chân tu. À, quý vô cùng. Ở đây ấy, Na Tiên nói rằng giới còn cho con người chúng ta y báo và chính báo toàn mỹ. Chúng ta được sáu căn đầy đủ, thân thể khang kiện, như thế này là chính báo tốt đẹp. Và y báo cũng theo mình đấy. Tất nhiên, thưa đại chúng, có người thân thể tốt đẹp nhưng cái y báo chưa được như vậy là vì sao? Vì nói thế thôi, trong cái chính báo này còn thiếu, còn khiếm khuyết. Cho nên chính báo, y báo đi với nhau. Thầy thường hay lấy cái ví dụ rộng, giống như chùa mình ở đây, tăng chúng và Phật tử là chính báo của cái ngôi chùa Ba Vàng này. Tăng ni, Phật tử, chùa Ba Vàng là chính báo của cái cảnh trí chùa Ba Vàng. Nếu tăng ni lôi thôi bừa bãi, Phật tử thì tu hành tranh cãi nhau, không có một cái đạo đức gì cả, thì liệu cái chùa Ba Vàng nó có được cảnh giới như thế này không? Làm sao thanh tịnh trang nghiêm như thế này được? Đấy, chúng ta thấy rất rõ. Chính nào thì y đó, người sao thì áo vậy. Nghe không? Nó rõ ràng. Thầy thường nói là con lợn thì nó phải ở với chuồng lợn, con gà thì ở trong chuồng gà. À, bắt con lợn lên giường đắp chăn cho nó ngủ, nó không chịu, nó cứ phải xuống dưới chuồng nó đầm phân cơ. Là thế đấy. Vì cái y báo của nó là cái chuồng lợn, nó không thể khác được. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái hình thành được cái này cho chúng ta là nhờ giới vậy đấy.
chăm chỉ thực tập giới luật. Nói thế thì là chúng năm giới của chúng ta không phải là dễ thực hành đâu. Và đây chỉ một cái giới gọi là nói không đúng sự thật thôi. Đại chúng thấy không? Một cái điều là nói không đúng sự thật mà chúng ta mắc nhiều nhiều lắm đấy. Bảo nghe phong thanh đâu đã đi tuyên truyền rồi. Và chưa biết mình có thấy tận mắt đâu. Mà Thầy nói là mắt thấy hẳn hoi, tai nghe hẳn hoi. Mà tay sờ vào hẳn hoi mà còn chưa chắc nữa đúng. Đấy thưa đại chúng. Cho nên nghe bằng tai, thấy bằng mắt, nắm bằng tay rồi, vẫn còn phải tư duy về cái sự việc ấy rồi mới phát ngôn. Chứ không bảo phải nói là mắt thấy, tai nghe mà đã đúng. Thưa đại chúng hiểu chưa nào? Còn đây là mắt không thấy, tai chưa được nghe. Phong phanh người ta nói, mình đã đi nói rồi. Nhiều khi như thế mình làm khổ biết bao nhiêu con người. Đấy, đồn thổi nói lung tung beng hết cả. Cái tội là cái chỗ này. Thầy nói một cái giới không nói dối đấy. Nói dối là nói chếch lệch không đúng sự thật thôi. Khó lắm đấy thưa đại chúng. Mà chúng ta mắc rất nhiều đấy. À, mình không ưa ai, ghét ai là mình sẵn sàng mình bôi nhọ, mình sẵn sàng mình nói xấu, sẵn sàng mình đặt điều ngay. Thường mắc như vậy lắm thưa đại chúng. Trước đây yêu quý người này không sao, nhưng từ ngày ghét người ta vào, bất như ý với mình, bắt đầu làm đặt điều nói xấu. Và người ta chỉ số 1, mình nói thành số 10. Thưa đại chúng, đấy. Cho nên Thầy nói là tại sao mà cái y báo của mình nó không đẹp, chính báo mình nó không tốt, là mình không thực hành giới vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta phải nhớ cái chỗ này, chăm chỉ thực hành giới luật Phật, nhưng chúng ta cũng phải hiểu giới luật Phật cơ. Khi thọ giới, phải hiểu giới. Và mục đích của giới là gì? Là cái chữ giới ấy, gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là ngăn ngừa những điều lỗi lầm. Phòng ngừa những điều lỗi lầm. Đấy. Và chỉ ác tức là đình chỉ, dừng những điều ác. Đấy, cái chữ giới tiếng Phạn là sila, là như vậy, là phòng phi, là chỉ ác, phòng ngừa những cái lỗi lầm, đình chỉ những điều ác, đình chỉ những điều ác. Chúng ta thấy phải thực hành nó. Chúng ta không nhớ, không thực hành thì chúng ta không thể nào đạt được những cái điều tốt đẹp. Thân chúng ta thường làm những điều lỗi lầm lắm, thưa đại chúng. Và rất dễ, vì cái môi trường của chúng ta, ta sinh ra ở cái môi trường nơi chợ, nơi búa, thường hay gian dối vào. À, ít khi mà thật thà được. À, hàng giả bảo hàng thật, hàng xấu bảo hàng tốt. À, rau bẩn bảo là rau sạch. Đấy, thưa đại chúng, đấy một cái dối này thôi, nó làm khổ biết bao nhiêu con người chúng ta. À, đấy, mấy hôm rồi báo chí đưa rất nhiều cái chuyện gian dối vào. Thuốc giả, đấy, thuốc ung thư cũng làm giả, đốt than tre với lại lứa xong họ nhét vào làm viên thuốc chữa bệnh ung thư. Đấy, thì chúng ta thấy chỉ một cái giới gian dối thôi mà làm khổ, làm điêu đứng cái xã hội này rất nhiều. Thực phẩm bẩn cũng là dối đấy. Tất nhiên cái dối này gốc của nó là lòng tham. Con người từ lòng tham mà gian dối lừa đảo nhau, làm khổ biết bao nhiêu. Người ta thường nói là dân mình lại làm khổ chính mình đấy. À, mà Thầy không thể tưởng tượng được. Những cái thực phẩm bây giờ đấy, đại chúng thấy đó, quá nguy hiểm. Không biết là tin cái gì đấy. Đi ra chợ, kể cả vào siêu thị, không biết mình có tin để mà mua được những cái thứ này không? Đấy. Hôm trước Thầy xem cái clip họ nói đấy. Cái con tôm họ bán đấy, là họ bơm cả hóa chất vào đấy để cho nó nặng cân, và con tôm nó mọng lên. Đấy, mà ăn những cái thứ vào là ung thư, là bệnh. Thuốc á, thuốc gọi là thuốc bắc á, cái mà nó gọi là hoài sơn á, thì nó dùng sắn, sắn nó về nó ủ lưu huỳnh, thế là biến thành hoài sơn. Mà bao nhiêu trăm tấn sắn rồi, bao nhiêu năm nay rồi. Đấy, cho nên tại sao mà mình bệnh uống thuốc bắc chả thấy khỏi gì cả, thêm bệnh thêm. Thế này chúng thấy như vậy,
Thầy có nói chuyện với mấy Phật tử, Thầy bảo nếu mà Thầy không đi tu, Thầy ở tại gia mà Thầy có làm nghề bán hàng ăn ấy, thì mình nghĩ mình ăn thế nào mình cũng phải làm cho người ăn như thế chứ. Phải không? Ai mà chẳng có cha mẹ, vợ con cũng ăn thức ăn này, tại sao mà mình lại ác thế? Phải không? Mình ăn thế nào mà mình lại tiêm cái chất độc này vào cho người ta ăn? Đấy, nó mất cái lương tâm này đi. Cái lòng tham khiến cho người ta dối trá, sẵn sàng ác hại nhau, thưa đại chúng. Vô cùng nguy hiểm. Tu một cái giới của Phật thôi, đại chúng thấy khó không? Rất là khó. Lòng tham nó chi phối con người ta, khiến người ta dối trá, sẵn sàng phạm hết. Những người như thế thì cái quả sau này làm sao mà tốt, thưa đại chúng? Làm sao tốt được? Không thể tốt đẹp được. Cho nên đúng thật, cái tình trạng mà thực phẩm như này, Thầy khuyên các Phật tử cố gắng vào làm sao mà mình làm ra được thực phẩm sạch, ăn rau sạch nhà mình trồng rất tốt. Chân chùa mình thì Thầy đang phát triển cái vườn rau sạch của chùa. Đấy. Mà rộng vườn rau, làm sao mà tự chăm sóc đủ rau cho đại chúng dùng là rau sạch. Bây giờ đi mua không biết, rau bẩn người ta cũng làm giả thành rau sạch. Đấy. Nhiều khi kể cả siêu thị mà cũng không tin được, thưa đại chúng. Họ cũng sẵn sàng họ mánh lới để họ đưa thực phẩm vào. Đó. Nó cái lòng tham nó đưa hết vào. Thế thôi. Họ dùng tiền nó mua chuộc thôi thì là cán bộ sẵn sàng là nhập thực phẩm bẩn vào. Rất là nguy hiểm, khủng khiếp đấy. Xem họ làm những cái xúc xích mà toàn là từ những cái con vật, có khi nó bị chết, con gà, con vịt, cả lông, cả lá mang vào nghiền tuốt ra rồi làm cái xúc xích bán. Trẻ con thì rất là khoái ăn những cái món như vậy. Đấy, cho nên những cái thức ăn làm sẵn ấy, Thầy nghĩ các Phật tử cũng nên cẩn thận khi chúng ta dùng. Không là toàn rước bệnh vào người thôi đó. Lòng tham làm khổ chúng ta như vậy đấy. Thì thưa đại chúng, đấy, Thầy nói là thực hành giới thôi. Nếu ai cũng trân quý giới, thực hành giới thì có đúng là cái cảnh giới của chúng ta thật là tốt đẹp không? Phải không? Nếu dân ta ai cũng biết giữ giới, không làm cái gì gian dối cả. Đấy, cái giới thứ tư là không gian dối, không nói dối. Ai cũng giữ này, thôi làm thật, bán đắt cũng được một tí, có công, mà nhưng mà đừng dối. À, thì đúng là rất an lành, chỉ vì mình không thực hành giới, cho nên bao nhiêu cái khổ nó xảy ra. Năm giới đã giúp cho cả cái đất nước mình thanh bình rồi, giúp cho thế giới này thanh bình rồi, an lạc rồi, không phải đâu cả. Thế cho nên Ngài mới nói là giới tạo nên y báo, chính báo toàn mỹ là như vậy đấy. Nhờ giới mà y báo, chính báo toàn mỹ, cảnh giới của chư Phật toàn mỹ, nó đẹp vô cùng. Cũng cái trái đất của chúng ta đây ấy, mà Đức Phật Thích Ca Ngài lấy ngón chân Ngài nhấn xuống một cái thì tất cả những cái này nó biến thành bảy báu hết đấy, thưa đại chúng. Đấy, Ngài bảo đấy mới là cảnh giới của Ngài. Nhưng mà tại sao lại hiện ra là gai trong sỏi đá thế này, vào ô nhiễm môi trường thế này? Thì cái này là do nghiệp báo của chúng ta, chính nhân loại chúng ta. Ở trong cũng cái không gian này mà mình phải chịu cái cảnh này. Đấy, nhưng Phật có ngồi đây thì Phật cũng không chịu cái cảnh này, mà cảnh giới của Phật riêng khác. Đấy. Thầy nói cũng ví dụ giống như là cùng một điểm thôi, giống như điểm của cái máy quay phim này. Tại đây ấy, nó có cảnh, có cái từ trường, có cái sóng của một cái kênh rất là đẹp. Mà, nhưng cũng có thể ở tại chỗ đó là một cái kênh họ diễn, họ chiếu một cái cảnh rất là khủng khiếp. Cho nên cùng một điểm nhưng mà nhiều kênh khác nhau. Đức Phật ngồi đây thì Ngài sống trong cái kênh của Ngài, trong cảnh giới của Ngài. Chúng ta cũng ở đây nhưng chúng ta sống trong cảnh giới của mình, theo cái y báo của mình. Đó. Cho nên y báo theo chính báo, thưa đại chúng. Chúng ta vận dụng cái việc này vào việc tu tập, tự mình tu tập để làm sao chính báo của mình thật tốt đẹp. Ta có một cái tâm ngay chính chân thật, một cái đức hạnh chân thật. Nghe không? Không phải tu Phật chỉ lấy danh. Cho nên ấy, nói tuy là chỉ giới của Phật, thưa đại chúng, nhưng mà nếu mà không hiểu giới luật Phật ấy, thì chúng ta có thể lại biến giới luật của Phật thành những cái
không tốt đấy. Cho nên Phật mới chia ra có ba cái bậc trì giới. Trì giới bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Trì giới bậc thượng ấy là cái người này do yêu quý đạo đức, kính quý giới luật, muốn làm lợi ích cho chúng sinh, muốn hoàn thiện nhân cách của mình, cho nên người này thực hành giới luật. Đấy là trì giới bậc thượng. Trì giới bậc trung là người này mong cầu phước báu, vì mong cầu phước báu cho nên trì giới, thực hành giới. Còn trì giới bậc hạ là sao? Là cái người trì giới để vì cầu danh, cầu lợi. Thế nào là trì giới cầu danh? Tức là ta cũng thực hành giới, nhưng mà ta để làm sao? Thể hiện mình là người trang nghiêm. Đó. Cho nên đây là có mấy cái điểm, gọi là mấy cái điểm. Nếu không hiểu giới luật thì biến giới luật lại trở thành những cái chướng ngại đấy. Đó. Cho nên có một ngài nói rằng có những người trì giới là để phô trương cái vẻ bề ngoài của mình. Nhà thiền mình gọi là giả trang thiền tướng. Đấy. Trông có vẻ trang nghiêm lắm, phô trương để thể hiện mình thôi. Cũng là thực hành trì giới nhưng mà thể hiện mình. Cái này không phải không có đâu, thưa đại chúng. Có nhiều vị tuyên bố cái điều đó để thể hiện mình thôi, để muốn cho mình nổi tiếng. Đấy, trì giới như vậy. Thứ hai, có khi nếu không hiểu giới luật mà chúng ta thực hành thì lại biến giới luật thành một cái khuôn sáo khô chết vào, mà không làm cho chúng ta có tính sáng tạo được nếu không hiểu giới luật. Tức là gọi là chấp vào giới luật cứng nhắc. Ví dụ trong cái giới của các thầy chẳng hạn, tỳ kheo thì không được xúc chạm với người nữ thân, tức là không được xúc chạm. Nhưng bây giờ mình đi đường, mình gặp cháu bé, con gái, nó ngã xuống ao, mà giữ giới và không xuống vớt nó lên. Mà về tôi giữ cái giới này, tôi không chạm vào nó, con gái. Đấy là cứng nhắc, chấp giới. Và cái mục đích của giới nó không phải là như thế. Mục đích của giới là còn làm lợi ích chúng sinh. Cho nên giới luật của Phật trong Đại Thừa còn chia ra ba cái loại giới. Cái thứ nhất là nhiếp thủ luật nghi giới, tức là mọi người thực hành giới luật, những cái giới điều này. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, tức là làm tất cả mọi điều thiện. Và cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, tức là làm lợi ích cho chúng sinh. Đấy, trong Đại Thừa là chia giới ra thành ba cái loại giới này. Một hành giả thực hành giới phải làm được cả ba cái này. Thì cái việc mà chúng ta thò tay xuống cứu cái cháu bé gái đấy, một ông thầy tỳ kheo cứu cháu bé gái đấy là đang gì? Thực hành cái việc nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích chúng sinh đấy. Mình cứu nó không nó chết, mà cứu người mới là phúc đẳng hà sa. Đấy, dù xây 9 đợt phù đồ mà chẳng bằng làm phúc cứu cho một người là chỗ này. Thế nhưng mình bảo nghe Phật dạy thế là không được, không dám, không dám chạm vào. Con gái không dám chạm vào. Đấy, cho nên nếu mà không hiểu giới luật thì lại trở thành khô cứng và người ta gọi là chết trong cái giới. Đó. Thứ nữa, giới luật mà không hiểu khi thực hành giới luật thì lại tạo thành cái sự giả dối không có tự nhiên. Rồi có thể tạo ra cái ảo tưởng tự tôn mình. Cũng có những cái trường hợp trì giới để mà tự tôn mình, để kiêu mạn, thưa đại chúng. Không phải không có đâu, thưa đại chúng. Nếu mà trì giới mà để kiêu mạn, để nghĩ là tôi trì giới tốt hơn anh, tôi xem thường anh này, xem thường anh kia, thì cũng lại không đúng tinh thần của người trì giới, thưa đại chúng.
Nếu trong tâm mình mục đích tôi giữ giới để tôi hơn người, để tôi kiêu mạn thì sai rồi. Và tôi chỉ biết tôi giữ giới để tôi hoàn thiện tôi đó, chứ còn giữ giới để tôi hơn anh, để tôi xem thường anh, để anh phải thua tôi, anh không bằng giới của tôi. Cũng giống như các Phật tử ở tại gia, mà nhất là Phật tử mà niệm Phật ấy, và ông đếm số chàng để tôi niệm hôm nay phải nhiều chàng hơn cô. Niệm Phật trong cái tâm tranh hơn tranh thua như thế à, thì làm sao Phật có đón mình không? Không phải, Phật không đón cái người đó. Đấy. Thế cho nên thưa đại chúng, đối với giới luật của Phật, giới là vô cùng chân quý, nhưng chúng ta phải học hiểu giới luật, hiểu mục đích và bản chất của giới luật để chúng ta thực hành, thì chúng ta mới thật sự được lợi ích chân thật. Đó. Thầy muốn phân tích để các Phật tử thấy, không phải là không có những người trì giới với những cái mục đích không tốt đâu. Có. Đó. Có đấy. Thế thì Na Tiên sau khi mà nói hết cái lợi ích của giới luật, nhưng chúng ta phải hiểu giới luật để thực hành mới có những lợi ích như vậy. Đó. Vua Mi Lan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn cấm chế giới luật vì những lợi ích thiết thực và thù thắng như thế, trẫm đã hiểu rồi. Có rơi đi, có chết đi, có sinh lại, cũng bằng pháp chứ không phải bằng phi pháp. Có nghĩa là các thầy tỳ kheo hãy hộ trì giới, nâng đỡ giới, đừng để cho giới hư hỏng, tiêu hoại, đúng như lời của Ca Diếp Đồng Tử đã thuyết: Các bậc sa môn, bà la môn thực hành giới, có pháp, có hành kiểm tốt đẹp, hằng sống trong thế gian vì lợi ích cho mình và cho người khác. Nếu như có giới, có pháp, có hành kiểm tốt đẹp, lợi ích cho mình và tha nhân như thế, tại sao Đức Thế Tôn lại còn thuyết rằng cắt đứt sự rơi đi? Nghĩa là cắt đứt sự sinh già, bệnh chết, chấm dứt sự tái sinh trở lại thế gian, dù sự trở lại ấy là tốt đẹp, lợi ích cho mình và cho người, phải không? Ông Vua Mi Lan Đà sau khi ông tán thán những điều mà tỳ kheo Na Tiên phân giải, ông lại thắc mắc: Thế tại sao tôi lại còn nghe thấy Đức Thế Tôn dạy rằng các tỳ kheo cũng nên phải cắt đứt cái sự rơi đi? Nếu bây giờ tôi rơi mà tôi rơi bằng pháp thì sao? Tôi rơi bằng pháp là tốt đẹp chứ phải không? Tôi rơi tôi có pháp, tôi bỏ thân này tôi có giáo pháp, tôi có giới pháp của Phật. Tôi được tái sinh làm người, làm trời, giàu sang phú quý, làm vua, làm quan. Mà đẹp đẽ sang cả, tốt chứ phải không? Tốt. Thế thì tại sao Phật lại còn dạy là các tỳ kheo, các ông cũng nên cắt đứt cả sự rơi đi? Thế là thế nào? Thứ nhất là rơi bằng phi pháp là mình không nên rồi, nên rơi bằng pháp. Nhưng bây giờ Phật lại dạy là rơi bằng pháp cũng bỏ đi, mà cắt luôn không còn rơi nữa. Không còn rơi nữa mới hay cơ. Phật là phải đặt đến mục tiêu không rơi, không rớt nữa. Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã thuyết với pháp tuần tự và thứ lớp. Đầu tiên, Ngài dạy các tỳ kheo đừng để cho mình rơi đi bằng phi pháp. Sau đó là nên rơi đi bằng pháp. Rơi đi bằng pháp có lợi ích cho mình và tha nhân như Đại Vương đã hiểu rồi. Tuy nhiên, cứu kính của sa môn hạnh không phải dừng lại ở đó, vì rơi đi bằng pháp vẫn còn đau khổ và phiền não. Muốn được an vui tuyệt đối thì cần phải cắt đứt luôn sự rơi đi, nghĩa là không còn cả sự sinh ra kia nữa, Tâu Đại Vương. Đấy, Na Tiên mới dàn trạch chỗ này. Đức Phật khi thuyết pháp cho tứ chúng thì Ngài dạy theo tuần tự thứ lớp, cũng giống như Ngài truyền giới thì giới của Phật tử tại gia khác giới của người xuất gia. Phật tử tại gia còn sống cái đời sống thế gian thì chỉ thực hành năm giới là đủ rồi: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối láo và không nghiện ngập, phải không? Đó. Nhưng mà đi xuất gia rồi thì không phải năm giới này
mà là 10 giới, 250 giới, 348 giới khác. Mỗi cái cấp độ nó một khác với mục đích của từng giới khác nhau. Người Phật tử tại gia còn sinh hoạt thế gian, cái mong muốn ấy có thể là còn chỉ là mong muốn cuộc sống được tốt lành thế thôi, chứ có khi chưa nảy sinh cái nhu cầu được giải thoát. Và thì Đức Phật dạy cái giới, cái pháp cho mình phù hợp với mục đích của mình. Đó. Thầy nhớ trong kinh có câu chuyện ông Cấp Cô Độc ấy, tức là cái ông Đức ông này này. Ông là một đại hộ pháp của Phật, giàu có. Đấy chính ông ấy mà là cúng tiền vàng để lát đất xây tinh xá, cúng Phật và chúng tăng đấy. Cái phước báu của ông lớn lắm. Thế nhưng mà khi ông ấy hấp hối đó, thì Ngài A Nan có đến khai thị giáo thuyết cho ông ấy. Thì Ngài A Nan này khai thị cho ông ấy để dẫn tâm cho ông là ông sinh lên cõi trời. Thế thì về thì Phật có quả. Với như ông Cấp Cô Độc này này, thì phải khai thị dẫn cho ông để ông đắc quả thánh, chứ không phải là chỉ sinh lên cõi trời. Nghe không? Vì ông không phải là cái người còn mong cầu cuộc sống phú túc ở thế gian này nữa. Ông giàu quá đi rồi, ông sướng quá, ông còn thiếu gì cả. Nhưng ông này phải dạy cho ông, nghe không? Mà thật tâm của ông ấy là ông cầu giải thoát, chứ ông không phải cầu sung sướng nữa, cầu hưởng cái dục lạc thế gian nữa. Đó, dù là cõi trời cũng vẫn gọi là thế gian. Nghe không? Đấy, Thầy nói để đại chúng thấy. Thế nhưng mà qua cái này để các Phật tử chúng ta sẽ định hướng trong cái bài mà sám hối sáu căn đó, Hòa Thượng Thích Thanh Từ có dịch đấy. Trong 12 lời nguyện có một cái nguyện gọi là dẫu làm sao? Hiểu suốt nhưng mà bỏ tam thiên, biết rõ cõi trời là sung sướng, nhưng mà Phật tử chúng ta vẫn nguyện bỏ cả tam thiên, không sinh lên cõi trời. Và nguyện là sao? Một là sinh về cõi Phật, hai là đắc quả giải thoát, chứ không cầu sinh lên trời, làm ông trời cố tiên sung sướng, hết tuổi thọ lại rớt xuống trần gian. Xuống trần gian rồi lại đau khổ, lại đọa lạc. Thế cho nên ở đây ấy, Na Tiên mới nói, Đức Phật mới dạy nâng cấp lên đến cái mức là phải cắt đứt sự rơi, không còn rơi rớt nữa. Thì chúng ta đi tiếp. Ông vua mới nói là xin Đại Đức giảng rộng kỹ cái điều này. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, còn rơi đi là còn sinh trở lại, còn sinh trở lại là còn biết bao nhiêu cái đau khổ mà chúng sinh phải gánh chịu như một cái gì tất yếu, nghiệt ngã. Đại Vương hãy nghe một số những cái lỗi khổ kéo theo cái sự sinh ra của chúng ta. Khi chúng ta sinh ra đời là lập tức sẽ kéo theo những cái khổ này, những cái khổ này đây. Khổ thứ nhất là sự khổ do thân thể suy nhược, già yếu, gọi là khổ về già yếu và bệnh tật. Nghe không? Các Phật tử lớn tuổi đây thì bắt đầu cảm nhận thấy rồi, già suy, vào mắt thì mờ, răng thì rụng, tai thì điếc, gối thì mỏi, vào lưng thì còng, cái gì nó cũng chán hết đấy, vào rất chán. Nghe? Hình sắc thì tiều tụy, vào chẳng còn đẹp đẽ gì cái tuổi 70-80 nữa, vào không tô son điểm phấn, bây giờ có chát son điểm phấn vào cũng chẳng thấy đẹp gì cả đâu. Nghe không? Nó hình sắc tiều tụy, chán. Thứ hai là khổ do bệnh hoạn, ốm đau. Bệnh thì khổ rồi, ai cũng thấm lắm rồi. Chỉ là đau mắt, rắt răng thôi ta thấy cũng khổ lắm. Chứ đừng nói những cái bệnh lớn, ung thư, sida, rồi bệnh này, bệnh kia, khổ lắm. Cái khổ do thân thể tan rã, hủy diệt, tử vong, cái khổ của chết, của già, bệnh, chết. Cái khổ do sầu khổ, thương nhớ. Cái khổ do khóc than, uất ức, yêu thương phải chia lìa. Cái khổ do trái ý, nghịch lòng. Có chỗ khác, Đức Phật lại dạy đến những cái khổ kéo theo như khổ do phải gần gũi, thân cận với người mình không ưa thích, tức gọi là oán táng hội khổ. Cái khổ do xa cách biệt ly với người mình yêu thương, gọi là ái biệt ly khổ. Cái vật mình sở hữu như tài sản vật thực bị tổn hao mất mát phát sinh, đấy cũng là cái khổ gọi là mất của đấy. Ngoài ra còn rất nhiều sự khổ phát sinh do sợ hãi,
như là sợ hãi do giới của mình thọ trì mà bị hư hoại, sợ sẽ phải tái sinh trong cảnh khổ, sợ hãi vi phạm pháp luật của nhà vua, phép nước mà bị trọng tội, tử hình, tù ngục, sợ hãi bị kẻ trộm cắp, cướp của, giết người. Wow. Cái này bây giờ trong xã hội mình là rất sợ. Wow. Đấy, nó chả phải gì đâu. Nó còn dám xông vào cướp cả ngân hàng ấy. Này, xông vào nhà người ta, giết nhà người ta đấy. Quảng Ninh mình cái vụ vừa rồi đấy. Wow. Đấy, vào giết cả mấy bà cháu đấy. Đấy, để chúng nghe rồi. Hình như năm ngoái năm kia gì đấy. Đó, rất khủng khiếp. Cái nỗi sợ này rất sợ. Cho nên bây giờ để cho các cụ già ở nhà một mình, con trẻ ở nhà một mình cũng rất là lo. Nỗi lo nhiều cái lo. Rồi bây giờ sợ cái gì đại chúng? Đi ra đường nó bắt cóc mình này này. Đấy, trên báo vừa rồi đăng rất nhiều vụ bắt cóc, không chỉ trẻ con, kể cả người lớn bắt cóc. À, mà Thầy đã mấy lần nhắc nhở đại chúng lên hết sức cẩn trọng cái này. Lên xe bíp chẳng hạn hay là ngồi xe khách ấy, ngồi cạnh mà thấy người ta mà phải phải cái gì mà mình tự nhiên thấy choáng choáng cái là mình phải biết ngay. Nó phải thuốc mê vào mặt mình. Đấy. Cho nên là cũng nhiều người cẩn thận là bắt đầu lên là đeo khẩu trang. À, mà đi cạnh người nào mà thấy những cái mùi nó lạ làm cho mình choáng cái mình phải cẩn thận ngay. Đấy, có một cháu sinh viên mà đi đường, thế rồi một cái cậu này nó đến nó chỉ nhờ thế. Nó bảo là nhờ bạn cái điện thoại nó bị này, bạn xem hộ cái. Thế trong cái điện thoại của nó đã tẩm cái thuốc mê rồi đấy. Thế bé này cầm lên cái là thấy nó choáng luôn. À, hít phải cái thuốc mê, choáng choáng. Thế là hai ba đứa nó xuống đến, nó bế thốc lên xe máy. À, đấy. Thế thì may con bé nó kêu la, nó dãy được xuống, mọi dân người ta chạy đến. Chứ không là nó bắt đi, thì nó gọi là bán mổ nội tạng đấy. Rất là tệ, bắt nó trắng trợn luôn. Đấy. Hôm rồi nó ra giữa chợ, nó cướp con người ta đang bế trên tay, đấy. Bắt cóc trẻ con chạy đi. Bây giờ như vậy đấy. Đấy, thưa đại chúng, nhiều cái rất là lo. Người lớn đi ra ngoài cũng phải cẩn thận nha, không phải không đâu. Vì cái tình trạng bán nội tạng bây giờ nó rất là nhiều. Rất là nhiều. Một quả thận là bao nhiêu trăm triệu, nó bán ngay. Đấy, đại chúng thấy, con người ta từ cái tham lam, nó sinh ra tàn ác, ác hại, không kể cái gì cả. Cho nên quý Phật tử nhắc con, nhắc cháu, đi ra ngoài hết sức cẩn thận. Nào, cẩn thận vô cùng. Cái chuyện nó bắt cóc người để nó mổ nội tạng là có, hết sức cẩn thận. Sợ hãi bị nạn lửa, sợ hãi bị nước lũ. Wow. Đấy, vừa rồi chúng ta bị rất nhiều cái đợt thiên tai, lũ quét, lũ cuốn vào. Rất là khổ đấy, mất hết tài sản, không còn gì cả. Sợ hãi sóng to, thuyền chìm đắm. Sợ hãi cá dữ, nước xoáy, cá mập. Sợ hãi bị chấm dứt mạng sống, vân vân. Rất nhiều cái nỗi lo sợ khi chúng ta sinh ra ở cái đời này. Cuộc đời chúng ta lo lắng, sợ hãi, đau khổ nhiều hơn niềm vui. Cho nên Phật dạy đời là biển khổ. Một chữ này chúng ta suy gẫm để chúng ta thấm thía. Chẳng vui gì đâu. Wow. Chẳng vui gì cái đời này. Tâu Đại Vương nói tóm lại, không biết bao nhiêu là những thống khổ khi còn phải tái sinh trong thế gian này. Còn sinh ra trong thế gian này là phải chịu khổ. Như thế đấy. Ví như dòng chảy từ Hy Mã Lạp Sơn của con sông Đại Hằng đã cuốn theo mình nó không biết bao nhiêu đất đá, cát sỏi, cành cây, vân vân, cả xác chết các sinh vật. Cũng vậy, dòng sinh tử ái hà chảy xiết ấy, nó cũng đầy dẫy những nỗi thống khổ không thể đếm được. Chính những thứ sợ hãi lớn, vô lượng quả báo, nghiệp mà chúng sinh phải gánh chịu khi còn quẩn quanh trong vòng luân hồi, nó tạo ra các sự thống khổ kia. Tâu Đại Vương, còn sinh, già, bệnh chết là còn đau khổ, phiền não. Muốn chấm dứt đau khổ, phiền não để đạt được hạnh phúc siêu thế là đạo quả Niết Bàn, thì phải cắt đứt sự sinh, diệt tắt sự tái sinh. Đức Thế Tôn dạy cho chư tỷ khưu các hàng thanh văn vượt qua con sông sinh già bệnh chết là vì lẽ ấy. Đại Vương đã hiểu rõ tại sao Đức Phật lại dạy các tỳ kheo hãy cắt đứt sự rơi chưa. Đó. Na Tiên nói chốt với ông vua Milan Đà. Đấy,
Tại sao Đức Phật lại dạy chúng ta phải cắt đứt sự rơi? Và dù là rơi bằng pháp đi chăng nữa cũng phải nên cắt đứt. Chúng ta thực hành giới, thực hành pháp, và có thể được một cái tái sinh tốt đẹp, làm người giàu sang phú quý, hoặc sinh lên chư thiên sung sướng hưởng lạc, nhưng hết phước rồi lại đọa xuống thôi. Và sinh ra dù là cõi người hay cõi trời cũng chịu vô vàn cái nỗi khổ. Làm vua vẫn khổ, vua trời cũng khổ. Đấy, vua trời cũng già rồi cũng chết, tức đại chúng. Đấy. Nhiều vị vua trời mà trước khi chết là sợ lắm. Có một cái ông trời, ông trước khi chết ông thấy ông sẽ đọa làm con lừa, ông hết vía luôn. Đấy. Hết phước cõi trời rồi. Ở trên đấy ăn chơi nhảy múa hết phước, chết đọa làm con lừa. Đang làm vua cõi trời mà chết làm lừa, tức đại chúng. À. Thế rồi có khi cái kiếp này làm vua cõi người, chết tái sinh kiếp sau làm người ăn mày. Cho nên không phải những cái người ăn mày ăn xin là kiếp trước không có những người đã từng làm vua đâu, thưa đại chúng. Những cái ông ăn mày ăn xin mà kiếp trước làm vua, bây giờ là ăn mày là phải xin xôi gấc cơ, nghe không? Tức là ông gọi là sống sang quen rồi. Cho nên kiếp này là bị hết phước làm ăn mày, nhưng mà ăn mày thì vẫn đòi sang lắm, nghe không? Xin được là ông vào ông ngất nghèo, ăn rất là sang. Ngày xin được 100, 200 là tối là phải ăn nhậu đà hoàng. Ông quen cái kiếp trước cũng làm vua rồi, thưa đại chúng. Thầy nói vui cho nên ăn mày cũng có những người đã từng làm vua mà tái sinh quả báo hết phước phải ăn mày đấy. Thì đại chúng thấy có khổ không? Lăn lộn trong cái cõi này khổ vô cùng khổ đấy. Cho nên Phật mới dạy tốt nhất là chúng ta cắt đứt sự rơi, không còn phải tái sinh nữa. Chúng ta sẽ do nguyện mà sinh. Nếu chúng ta mà có đầy đủ công đức phước báo, thành tựu và được quả vị, thì chúng ta nguyện tái sinh lại khác. Chúng ta không có khổ, mà dẫu vào tất cả các cảnh mà không phải là khổ, do nguyện mà sinh, để cứu độ chúng sinh là khác. Còn cái người mà bị nghiệp mà sinh thì nhất khoát phải thấy khổ, không thể khác được, thưa đại chúng. Đó. Ê, vua Milan Đà mới nói, thưa đại đức, rất rõ rồi à. Như thế, Đức Thế Tôn đã thuyết về lý vô sinh theo một cách khác, có phải không? Thì Na Tiên đáp, tâu đại vương đúng thế. Đó. Tức là chúng ta phải đạt được vô sinh. À, vô sinh không phải là không còn sinh ra, mà sẽ do nguyện mà sinh ra, không phải do nghiệp mà sinh, thì gọi là vô sinh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, đó là bài kinh hôm nay. Thì qua cái bài kinh này, chúng ta cũng thế, quý Thầy rất mong các quý Phật tử sẽ thứ nhất tu tập thực hành giới pháp của Phật, học hiểu giới luật, giáo pháp của Phật, và để mình thực hành cho nó đúng, cho nó tốt. Chỉ giới không phải vì kiêu mạn, vì cầu danh, cầu lợi. Và chúng ta thực hành giới như thế nào cho nó chân thật, gọi là có giới, có đức, để chúng ta được một sự rơi có pháp tốt lành. Nhưng mà hơn nữa là chúng ta phải phấn đấu đến cái chỗ là cắt đứt sự rơi, vào không còn tái sinh luân hồi nữa cơ, mới là mục tiêu cứu kính của mình. Và mong làm sao các Phật tử cũng phát sinh được cái này. Cái này đương nhiên đối với Tăng Ni là bổn phận rồi đấy. Phải tu và phải tu tiến đến cắt đứt sự rơi. Khi đã phát nguyện xuất gia cắt cạo bỏ mái tóc này là phải nguyện ra khỏi tam giới, là cắt đứt sự rơi rồi. Còn với quý Phật tử, quý Thầy cũng mong mỏi các quý Phật tử sẽ phát khởi được. Tuy rằng có thể hiện kiếp này chưa làm cho mái tóc thôi rơi được, nhưng mà cũng có thể khởi sinh được cái tâm và nguyện ước làm sao không kiếp này thì kiếp sau con cũng sẽ mái tóc là không bay, Thầy gọi tôi bay, để tiến tới sự cắt đứt sự rơi. Mà cái rơi này Phật gọi là hữu lậu đấy. Hữu lậu, lậu tức là rơi rớt, còn lậu là còn rơi rớt, còn dò dỉ, chúng ta không bị rơi rớt dò dỉ nữa. Đó. Thì đó là điều mà quý Thầy rất là mong mỏi
mong đại chúng là hoan hỷ và tinh tấn thực hành. A Di Đà Phật.